Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thủy sinh ngoài trời ha. À, nước thì bây giờ đã được xả ra cái nước dơ rồi, mình đang cho vô nước mới rất là sạch sẽ và rất là trong veo luôn. Kiếm một vài bạn sinh vật. Ồ, cái này chắc không ổn quá. Cái này ốc trên cạn mà thải nước nó nổi chỗ này thấy không ổn. Cái này tạo dòng chảy luôn. Thì mình có chuẩn bị ba bạn cá beta vô đây cho em nó tung tăng trong một cái không gian rộng, trôi dạt bến bờ luôn. Đó, thoải mái chưa? Rồi còn thằng ở đâu rồi? Chắc cho con vô chuồng chút xíu đi để anh quay cái clip rồi xong anh thả ra chơi tiếp. Qua đây. Bơi chân em hả? À, cái chùi nó rút vô trọng á. Cắm gà cũng ăn nữa con. Công nhận này không biết từ chối gì á. Hello, mình là Nam Ngô. Ok, bạn Lucy nó không có từ chối một món nào luôn. Rồi, đây là một cái không gian để chuẩn bị làm một cái hồ gọi là cái gì? Thủy sinh ngoài trời ha. À, vui vui thôi. À, nước thì bây giờ đã được xả ra cái nước dơ rồi, mình đang cho vô nước mới rất là sạch sẽ và rất là trong veo luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi kiếm một vài bạn sinh vật sung sống quanh cái nhà này để mình thả vô cái hồ này. Cho đây là cái hồ đang tạm gọi là cái hồ nó tĩnh ha, nó không có động vật nào hết. Giờ chúng ta sẽ cho nó động đậy chút xíu. Ok các bạn. Cùng đi tìm kiếm ở Nam Ngô Farm coi có gì ha. Món nào con cũng ăn cái gì, sao chưa thấy con chê món nào á Lucy? Nhiều ốc quá, chắc kiếm mấy bạn ốc quá. Kiếm ốc đi. Kiếm bạn nào to to á. Có to có nhỏ đi, cho nó đẹp. Máy thở xuất hiện rồi các bạn ơi. Máy thở nó xuất hiện rồi. Vâng, nó sọc sọc hả? Mò cua bắt ốc nha các bạn. Cũng nhiều quá, bốc đây chắc có mấy ngàn con á. Thôi, khu này tôi quyết định thu mua nhiêu đây thôi. Đi khu khác rồi còn con khác đẹp không? Nhiều lắm nha các bạn. Đi từ trên xuống đi. Đi từ trên nguyên một vòng xuống là tới tới cái hồ luôn. Như mình đã có chia sẻ về ốc á, thì trong vườn mình thấy là nó cũng có hai dạng ốc chính, đó là ốc cạn với ốc nước ha. Những con này bắt dưới nước lên thì nó là ốc nước, còn mấy con kia nó bò trên những cái cây xương rồng rồi nè, thì không biết nó có biết bơi dưới nước hay không. Mình cũng sẽ bắt thử vài bạn, mình thả mình theo dõi coi nó có bung ra không. Như bạn những cái bạn ốc nước này á, khi mình thả xuống nước á là nó sẽ bung ra, nó bò ra ngoài. Đây để kiếm coi khúc này nhiều lắm. Đây nè. Đó, bu đây nè, bu ăn ba cái lan của người ta nè. Rồi đái rồi nhả cái nhớt vô cho nó héo hết nè. Mấy con này nó bu lên cái này là nó ăn lá và nó làm cho lá nó bị mấy cái nhờn này nó làm héo ha. Ok, tuyển lựa ba con bự bự này được rồi. Đi tiếp qua khúc này. Đây, ốc nhỏ thì bao la. Kiếm con nào bự bự rồi. Hôm nay nước cũng hơi rút rồi hả bạn ha. Nè, bữa nước đầy nhóc luôn, hôm nay nước đầu rút rồi nè. Khi nước nó rút á, hình như là những con ốc này nó cũng sẽ lặn dưới sình dưới bùn nè. Đó, lặn dưới sình dưới bùn nè. Đây, bên này to nè. Ồ, ốc này nó có, ôi có ốc con bu nè, có hai ốc con bu nữa nè. Nó nhìn tôi tưởng cái lỗ tai, nhìn nó giống lỗ tai không? Cái gì mà lùm xùm vậy? À, nó sợ hơn Lucy. À. Ốc con đẻ quá trời, nở quá trời luôn nè. Ồ, đây có một bạn này màu sáng sáng đẹp. Màu vàng hơn bình thường. Vô luôn. Bạn này thì sao? Bạn này còn có cái vỏ không à? Bạn này rõ vỏ không à? Ok, đi tiếp khúc này coi. Bự mới bắt nha. Đây, nè còn đang nhúc nhích nè. Đâu, ra chia chỗ kia cho động vui. Bự không? Ôi, bự luôn. Ba con vô chỗ luôn. Nè các bạn, nó đang quéo nhau nè.
nó đang quéo nhau rõ ràng luôn. Cái thịt con này chui vô con này, cái thịt con này tràn qua con này, không biết có phải là nó, đây là một cái gọi là, đây nè, đó, cái trắng trắng nè. Cái trắng trắng này là của con khác nhét qua bên con bên này ha. Thì mình nghĩ đây chắc là đó, rút ra là đó. Đây là một cái hành vi gọi là giao phối. Đó, giao phối đẻ ra mấy cái trứng này nè. Đẹp ghê không? Đó, trứng này nè. Ốc bu này là có con gây hại ha. Tại vì nó ăn lúa, ăn đồ, ăn này, ăn nọ, tùm lum hết. Mà nó dễ sinh sản quá các bạn thấy không? Để trên cạn luôn. Cái này nó đu trên mấy cái đó, nó đu trên tường, trên cây, trên lá, trên gì nó đẻ cũng được hết trơn á. Đồ mấy này mà ra sầu huyết ngon quá rồi. Nhìn đen đen mà không phải sầu huyết, ra ốc bu. Các bạn hỏi, chụp được con gì anh mà nó chạy nhanh dữ vậy? Con Nam Ngô. À, nay đầu rút nước, bữa nước ngập quá trời luôn. Cái hồ đó bự đó chắc phải lụm nhiều nhiều, nhìn cho nó sơm. Đây, ba con nó đang quéo vô nhau. Ôi, có trứng dính trên đây nữa ta. Không lẽ này nó đẻ từ trong đẻ ra ta. Có trứng dính nữa nè. Không biết có ai mà coi cái quá trình con ốc nó đẻ trứng cho nó. Đẻ trứng hay lắm nha các bạn. Nó đẻ mà nó cái trứng nó giống như mình nó di chuyển được, nó chạy 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 lên đây nè. Nhìn nó cuốn lắm, nhìn nó bị dính luôn á. Con nó chạy từ ở trong cái bụng con ốc á, nó chạy lên cái dù như cái vách tường hay là cái lá cây gì nó dán lên, dán lên. Mà có nghĩa là một cái trứng nó tròn phải không, hay nó chạy theo một cái dây mà hết cái trái này tới trái kia, em nhìn giống như bị dính vô luôn vậy đó, nó cứ liên tục vậy nè. Con này trắng nhiều hơn rồi ha, da nó có vẻ xước xước hơn. Đu càng cũng tương đối rồi đó nè. Mấy bạn này bắt đầu chui ra nè, chui phần thịt ra nè. Ốc bây giờ cũng được nuôi làm cảnh nha các bạn. Ốc sên, những con ốc sên gọi là ốc gì à? Quên tên nè. Africa ta, mà bên HT có đó, nó bự mà trắng ngách là đẹp lắm. Ok, nước đầy đầy rồi nha các bạn, giờ mình sẽ thả thử vô coi rồi đủ hay không thì mình sẽ làm tiếp. Nhưng mà trước mắt cái rửa mấy bạn ốc này, cái mấy bạn ốc này mới dưới sình lên. Cái này mà ốc bu đồ ha, ga lụm chơi chơi rồi vô có món liền. Thôi xuống dưới tắm luôn hả con? Mát không? Rồi sạch sẽ rồi. Cái này rồi, trời vô nước cho đầy luôn. Cái này chắc không ổn quá. Cái này ốc trên cạn mà thả dưới nước nó nổi chỗ này thấy không ổn rồi. Thôi đi lên đi con. Đi lên đây đi. Rồi muốn đi đâu đó rồi đi. Cho vô gốc cây đi để lát đạp nữa. Mấy con này các bạn, buổi tối nó mới buổi tối á. Như hiện nay á, mình cầm trên tay là mình thấy cái vỏ ốc nó khá là cứng nè. Đó, rất là cứng ha. Nhưng mà buổi tối nó bò ra. Và tụi này hình như đó là nó có, không biết làm sao, nhưng có những cái thời điểm mà nó giòn rụm luôn các bạn. Nó giòn như miếng da heo mà nướng vậy đó. Tại vì buổi tối lâu lâu mình đi ra đây mình quên đồ, mình đi ra đây hoặc là vô cái mùa mà nó đẻ, lâu lâu mình ra mình thăm chừng coi nó có đẻ chưa. Thì nếu mình đi khơi khơi ngoài đường là mình đạp ngay cái rộp 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 luôn á. Cái vỏ nó mỏng lét à, còn giờ mình bóp vô vỏ này cứng ngắc à. Mà nó có nhớt nhớt ha, nhớt. Thôi để đây đi, để công đi đạp nữa. Đó, vô tình là ngâm vô nước là các bạn biết phát hiện ra gì không? Hồi nãy giờ lúc mình bóc lên thì mình không biết, mình không để ý, nhưng mà khi mà bỏ vô nước thì cái con này nó chết rồi, nó không có ruột ha, nó sẽ nổi lên. Còn những con này là chìm hết. Rồi ra đây. Để con lá nó có di chuyển không? Lucy xuống bơi giáp không kìa Lucy.
này tạo dòng chảy luôn. Không xi nhê gì, cái hồ này không xi nhê gì hết. Ok các bạn, nhưng mà mình còn vài người bạn chuẩn bị nữa để gửi tay cái. Sẽ thả cá vô đây nha. Rồi bây giờ đó, nói chung là cái plan của mình đó, là mình sẽ cho chất nền nè, rồi thả cây vô đây để làm thử. Nhưng mà mình giống như mình làm cho nó vui thôi, chứ mình nghĩ ở đây nắng đồ mưa đồ nhiều quá rồi, cứ phân chim đồ này nọ nhiều quá thì nó sẽ màu dơ lắm. Nhưng mà mình cứ làm thử cho coi như thế nào. Thì mình có chuẩn bị ba bạn cá beta đó, mình sẽ thả vô đây cho em nó tung tăng trong một cái không gian rộng. Rồi chút xíu mình cho nó lại vô cái hồ của nó ha. Hey. Nước này uống gì? Nước này là nước người ta trôi dạt bến bờ luôn. Ồ, ra đây là tung tăng hẳn á. Lưu xì coi chừng đạp chúng em nha con. Trời, con cá nó lần đầu tiên tôi gặp cái con nào bự dữ. Nó đi thừa lùi, bự quá, đi ra chỗ khác nào. Đây. Ồ, con này, bạn này đẹp lắm. Ba bạn gì á. Tí chuột á, cho mình 4 bạn beta, bạn nào cũng đẹp, mỗi bạn mỗi kiểu mỗi màu. Coi chừng đạp chúng nó kìa Lucy. Con bơi ra xa xa đi, đó, ra xa xa đi. Không cái ừ ha, nhưng mà không, trong đó nó kín nước rồi, không sao đâu. Rất tiếc là tụi này nó không có sống cộng đồng được ha. Nó sống cộng đồng là nó mà hai con là nó sẽ đánh nhau. Tụi này là lãnh thổ nó rất là căng thẳng luôn. Ồ, đẹp quá nè. Đó, thoải mái chưa? Rồi còn thằng ở đâu rồi? Thằng này núp đằng kia. Quá đẹp luôn. Ok, em quay mấy cái nước cho các bạn coi nha. Rồi cá nha, anh đi tắt cái nước cái để lát nước tràn quá nó trôi luôn á. Lucy lại tắt nước giùm anh đi Lucy. Cho Lucy vô đừng động nước khó quay lắm. Ừ. Nó nhè hết rồi, qua đây con. Chắc cho con vô chuồng chút xíu đi để anh quay cái clip này xong anh thả ra chơi tiếp. Qua đây. Đi, vô chuồng. Chơi đủ rồi. Lát cho ra chơi tiếp nha. Ok. Beta này nó thuộc dòng cá đá cho nên chúng ta nuôi mà chung một không gian mà hai con là nó đánh nhau nha các bạn. Nè, nó chuẩn bị nè. Chuẩn bị cản nó ra. Đẹp chưa? Lành á, lành á. Lâu lâu ra tung tăng nó xíu. Cái con này á, là cách nuôi của người ta là nuôi trong những cái không gian nhỏ, những cái keo nhỏ, tại vì cái nhu cầu của nó cũng không có cần lớn. Đó, theo những anh em mà bên beta chia sẻ đó, cho dù các bạn nuôi nó một cái chỗ lớn này nữa thì nó cũng vòng vòng một cái khu vực đó thôi. Cho nên là từ đó người ta đã quan sát rồi, người ta ra những cái cách nuôi như vậy là nó ok rồi. Nhưng mà xui một cái là nó lại vướng cái tiêu chuẩn cộng đồng, cho nên là hơi khó chịu chút xíu. Nhưng mà các bạn, trong cái không gian nhỏ thì nó đánh nhau, nhưng mà trong cái không gian lớn các bạn thấy là nó cũng có đủ cái không gian để cho nó thoải mái ha, nó không có cần phải tranh giành quá to. Ồ, nổi lên đắp nước á, có quay được anh đó dễ thương á. Đó, rồi anh này đỏ lét luôn, nó đẹp dễ sợ luôn á. Đẹp con mà đỏ đẹp quá.
Trong này là có vi sinh sẵn luôn à. Nước trong này là có vi sinh sẵn à. À đúng là con beta này nếu mà chơi là người ta coi ngang ha. Coi ngang sẽ thấy cái body nó hơn. Cá thì nó cũng có nhiều nhiều gọi là mỗi một cái dòng nó đẹp chỗ nào thì cái cách nuôi nó sẽ bơi chân em hả? À? À cái chùi nó rút vô trọng á. Em đừng quên em nhấn một chút xíu lực làm mệt đó đó. Ví dụ như con cá coi các bạn, con cá coi thường thấy hồ nó làm dưới đất thì để người ta nhìn là người ta nhìn cái phần gọi là cái gì, cái lưng ha, nhìn cái lưng ha. Đó, còn ví dụ như cá rồng thì người ta coi cái làm cái hồ ngang tầm mắt để người ta nhìn cái dáng nó bơi. Đó, mỗi con thì mỗi kiểu. Có con cá sam đẹp á ha, sam đẹp. Giống cá đuối bồng 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 đẹp. Nè mấy anh ốc này bắt đầu anh cũng dở ra nè, đó anh bò đi chơi nè. Tụm 5 tụm 3 đó. Chói không? Chói. Chói quay hướng bên này nè, qua hướng này thấy. Ồ cái hồ này mà anh cá này nó lanh quá, lâu lâu anh lên anh đớp nước thấy thương. Cái hồ này mà vô chất nền trồng ha, theo kiểu một cái hồ nhỏ nhỏ đó, hồ nước tù hơi nhỏ nhỏ, có lao sậy đồ, rong rêu đồ ha, cho cây lũa đồ vô là bao đẹp luôn. Có điều là dọn dẹp hơi cực các bạn này, đất cát rồi nước mưa rồi nắng gió đủ thứ á là cũng hơi cực, nên chọn những cái cây nào mà bản địa dễ thích nghi là ok, không có cần cầu kỳ chăm sóc là ok. Đó mấy anh nó đầu bò đi vòng vòng chơi á. Làm để mấy con ốc này trong đây luôn. Còn hai bạn kia đâu rồi? Đây bạn này bên này. Cá beta này nếu mà bạn nào mà chưa thấy tụi nó kè nhau á, cá beta nó cũng kè ha, nó kè nó bung hai cái má nó ra, vỗ 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 nhìn đẹp lắm. Này bạn này nè, này nhiều màu nè, lưng trắng trắng. Cái này mỗi con nó cũng có cái gọi là cái gì ta, cái kích cỡ thì cũng mỗi con mỗi kiểu, có con hơi bự con cũng hơi nhỏ con. Đúng ra còn một bạn nữa, bữa còn một bạn màu vàng nữa nhưng mà nó hơi yếu, nó đừ quá. Hôm bữa có bạn kia coi clip, bạn đó ở bên Mỹ, bạn coi clip bạn nó nói hình như mấy con gà nhà anh Nam nó canh mỗi lần anh quay clip, anh thấy em để ý mỗi lần anh vừa cất giọng lên anh nói là nó cũng gáy theo anh luôn. Em coi clip nào cũng thấy cũng vậy á, anh vừa mở miệng ra nói là ở trong nó cũng ỏ o luôn. Mấy nhân vật ở đây đứa nào cũng muốn lên sóng á. Đây anh bơi đây đẹp quá trời nè, nó lanh nha, lâu lâu bò lên đớp nước cái bơi lanh nè, đớp nước hết cân. Cái chỗ này là phải đổ bê tông đó các bạn, ở dưới này có sắt á. Đẹp ha, lâu lâu cho ra tập thể lực. Trong kia ít bơi đó, ra đây búng mạnh chưa, thấy thần thái là thấy khỏe rồi đó. Cái này mà các bạn thả hai con vô mà chung một cái không gian nhỏ là đã đánh nhau te tua luôn, gách đuôi gách bay gách bướm thì tùm lum hết trơn luôn á. Cái này là nuôi riêng nha, mỗi con một
một lãnh thổ chung là nó cự nhau á. Nãy giờ nó hòa thuận. Hòa thuận. Giờ nó rộng á. Với lại cái không gian này mới, đầu tiên tụi nó phải tìm hiểu cái không gian đã, xong rồi đầu nó mới xác định con nào làm chùm. Giờ thằng nào cũng là nai tơ hết rồi. Sống lâu năm nó lên địa bàn, ở đầu nó mới tranh giành địa bàn đồ. Em ngồi quay nó láng ướt đó luôn. Rồi ok các bạn. Dọn dẹp hồ, thả vài bạn ốc, vài bạn cá vô cho nó bơi tung tăng coi chơi cho nó thư giãn ha. Đây cũng là một cái hình thức thư giãn. Ví dụ mà bạn nào mà căng thẳng đầu óc quá, căng thẳng đầu óc quá, bị những cái con số đồ này nọ, bị những cái deadline hay là KPI đồ mà nó làm cho mình bị rối não quá, thì cứ thử đi làm những cái công việc nó nhẹ nhàng mà nó vui vẻ thôi. Đó, ra cái hồ đang dơ đúng không, ra chà sạch cái hồ sạch cái là tự nhiên thấy giống như là mình vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ nào đó. Đó là mình thấy nó tự nhiên cảm thấy nó con người mình nó dịu liền. Ví dụ như bạn có nhiều kế hoạch quá mà nó rối beng hết luôn, không có cái nào xong cái nào hết trơn á, bạn cảm thấy rối lắm, thì lời khuyên của mình là dành cho các bạn là các bạn lựa những cái việc nào nó dễ và nó tương đối là có thể thực hiện liền, các bạn hoàn thành nó đi. Nói chung các bạn cứ kiếm một cái việc nào trong cái đống việc mà các bạn chưa hoàn thành, bạn hoàn thành nó trước đi, thì tự nhiên cái lòng bạn nó nhẹ xuống. Thấy không? Ví dụ như bạn đang vác trên cánh tay này 10 kg, con chuột này nó căng cứng rồi, nó mỏi lắm rồi, thì chỉ cần bạn bỏ ra khoảng 500g hoặc là 1 kg bỏ ra ngoài là nó nhẹ, là cái con chuột cơ bắp của bạn nó đỡ mỏi rồi đó. Thì khi mà bạn bị stress quá, bị mấy con số nó dí các bạn quá, thì các bạn kiếm những công việc nào nó đơn giản thôi, ví dụ như là dọn nhà, dọn phòng đồ này đó, chà toilet đó, đang dơ nó đang bề bộn mà tự nhiên nó sạch sẽ lên cái, tự nhiên là người mình nó có hưng phấn liền, nó có động lực liền. Rồi cứ như vậy chúng ta sẽ giải quyết từng việc một, đưa chúng ta về bờ lại, cho chúng ta ra ánh sáng. Còn lại còn lúc trước rối nùi nùi luôn thì càng ở trong đó sẽ càng rối ha. Cứ làm những cái việc đơn giản trước, hoàn thành trước, vui vẻ trước đó. Giống như mình thì mình bữa giờ cũng nhiều việc quá, nhiều khi cũng mệt, phải bàn những cái phương án, định hướng, phương thức rồi tùm lum tà la, đâu đi cũng mệt quá. Cái hồ này đang dơ ra chà cho sạch sẽ, vô nước sạch lại, thả vài bạn ốc, vài bạn cá vô, rồi ngồi ngắm, sẵn quay clip cho mọi người coi, rồi rất là vui vẻ luôn đúng không? Ok mọi người, ốc thì mình sẽ để luôn ở đây, còn cá thì lát mình lại cho nó vô cái hồ của nó ha, chứ tụi này không có ở chung ở đây được rồi, ở chung ở đây tới chiều là chắc banh xác hết quá. Ok các bạn, chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Nếu mà đói bụng thì ghé Nam Non đây. Bye bye mọi người.